Thưa quý vị, năm 2022, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đề ra chỉ tiêu vận động quỹ cấp tỉnh ít nhất 2 tỷ đồng, cấp huyện ít nhất 50 triệu đồng trên huyện, thị xã, thành phố và cấp xã ít nhất 30 triệu đồng trên xã, phường, thị trấn, nhằm đảm bảo nguồn kinh phí, tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Dự kiến trong năm nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh sẽ dành 5 tỷ đồng để giúp đỡ hơn 12.300 trẻ em thông qua chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em và các hoạt động hỗ trợ khác như tặng học bổng, quà cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em, dịp Tết Trung Thu, tổ chức hội trại Trung Thu, chương trình an sinh giáo dục, hỗ trợ học bổng xe đạp, dụng cụ học tập, đỡ đầu dài hạn và hỗ trợ đột xuất. Theo đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố khảo sát tình hình thực tiễn, lựa chọn đối tượng nhận hỗ trợ phù hợp theo tiêu chí của từng chương trình và có kế hoạch tham gia đối ứng nguồn kinh phí địa phương để tổ chức thực hiện. Các hoạt động chăm sóc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em gặp khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, trong đó có trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tạo điều kiện để cho trẻ vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, giảm dần số trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo môi trường lành mạnh cho các em tham gia hoạt động vui chơi giải trí.